quậy từ cái nhà mình lên hết trơn rồi. Tôi tưởng tôi lộn nhà nữa chứ. Trời ơi, ngoài đường nóng mà vô đây mà nghe nhạc kiểu này chắc tôi điên. Tắt nhạc, tắt nhạc. Ê, mấy con mắm đi chỗ khác chơi nha. Tao ra tao quánh một cái mỏ máu không bây giờ. Thôi, mình gì nó kêu mình mắm. Điện nước đầy đủ nó dám kêu mình mắm. Trời ơi, tao nói mà không có nghe gì hết trơn, đi chỗ khác chơi, tao ra tao quánh một cái. Sao con? Tao đi vắng rồi có bộ ở nhà con lộng quá ha con ha. Dạ. Hồi nãy con nói ai là mắm vậy con? Rồi cái miệng máu không là sao vậy? Hả? Tao bước vô nhà mày nghe, tao nghe mày kêu ai lẫn mắm mắm hả? Ở đây có con với thím, để con tự kêu con. Dạ thưa thím, con tưởng là thím đi đánh bài chiều nay mới về. Con biết thím về giờ này đâu dám kêu là con này con nọ đâu. Nín mày. Tao nuôi cho mày mập thay rồi mày về ra cái kiểu mà lý sự với tao ha. Sáng giờ ở nhà làm gì đó nghe coi. Nhà dạ, cửa vậy nè. Dạ thưa thím, hồi sáng ở nhà con nấu cơm. Nấu cơm? Dạ. Nấu cơm mà mở nhạc ầm 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 vậy hả con? Dạ nấu cơm mở nhạc cơm mới mau chín. Lạ quá ha. Nấu cơm mở nhạc cho cơm mau chín. Sang quá con ha. Dạ, sang mới ở nhà làm việc suốt ngày. Còn mấy người nghiệp chướng nặng nề ăn ở không, đi quánh bài không à thím ơi. Bữa nay ra cái điều nói móc tôi nữa ha. Dạ con đâu phải lưỡi câu đâu thím, nói con móc thím. Trời ơi, sao tao nói câu mày trả lời tao câu vậy tao? Thím ơi, ở gần nhau mà thím không hiểu lòng nhau gì hết trơn à. Con nói chuyện với thím mà con không trả lời, người ta nhìn vô người ta nói là con câm. Mà người ta thấy thím đứng nói chuyện với thằng câm, người ta tưởng thím đẹp như vậy mà câm tội nghiệp. Bởi vậy con phải trả lời thím chứ. Tao cắt lưỡi mày. Đi vô lấy khăn lạnh cho tôi. Dạ có liền. Trời đất ơi, cái thằng này kiếp trước nó câm hay sao, kiếp này nó nói bù. Người tỉnh ở đó thành điên nữa. Cái gì vậy? Dạ con nghe thím nói đi vô lấy cái chăn lạnh. Trời ơi trời, tao kêu mày lấy cái khăn lạnh. Trời nóng đắp khăn lạnh cho nó mát cái mặt. Mày đem cái mền mày trùm. À mày muốn cho tao chảy mỡ tao chết hay sao vậy tưởng? Đi đổi. Dạ. Thằng khôn. Dạ. Trời ơi, chắc tôi ác lắm hay sao á. Kiếp trước á chắc tôi giật hụi nhà nó, tôi giết cả nhà nó chết. Thành ra bây giờ kiếp này nó lên nó báo ứng tôi vậy đó. Cái gì vậy? Dạ cái mồm. Trời ơi, con nghe thím nói đi đổi cái mùng. Em nói mùng qua cho thím nè. Tao chửi mày đó, thằng khùng, thằng khôn, thằng khốn, nghe chưa? Dạ nghe, thằng khùng ở chung với bà điên. Sao con? Con nói ai điên vậy con? Con nói lộn. Con nói thằng khùng ở chung với bà tiên á. Con nói thím đẹp như tiên vậy đó. Nói vậy nghe còn được xíu. Tiên bà thì xã đầu thai đó. Biết mà thằng này nó không nói là nó chết ha, nó tưởng không nghe vậy. Tôi biết thế nào nó cũng nói câu đó à. Tưởng à? Dạ. Bộ con tưởng con qua mặt thím được hả con? Không có. Tao nói mày nghe, ở đất Tokyo này hả, tiếng của mày nổi tiếng lắm á. Không ai mà không biết tao hết trơn á. Tao hả, cái gì tao cũng biết á, chữ có biết điều là tao không biết thôi à. À mày tưởng á hả là ổng chết rồi á, tao không dám đuổi mày ra khỏi nhà phải không? Có đâu. Lúc này tao thấy mày sất sượt mất dạy lắm nha. Đâu. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với mai mặc áo giấy chứ. Nói tao là mai phải không? Không có. Nói tao là mai. Tím rồi. Mày nói thôi. Dạ. Mày nhớ mày chạy thoát tay tao không? Hên xui may rủi. Rì quay. Dạ quay. Rì quay. Hô. Sao vậy tưởng? Sao vậy? Con làm cho thím tức, thím chửi, thím la mắng, thím đánh đập con hoài à. Mỗi lần tao đánh mày á thì tao nói tao là ác phụ, là đồ chữ chằn tinh, là gấu ngửa rồi. Tức quá. Gì vậy? Phải đứng tự nhiên. Hết đánh rồi thôi. Ba má tao đặt tao tên là Hiền Thục á. Mày làm tao rớt mất mẹ nó chữ Hiền rồi, chỉ còn có chữ Thục không à. Bây giờ tao Thục quanh mày nè. Cũng tại mày. Mày biết tao từ người đàn bà hiền lành nè, Thục đức nè, nhân hậu nè, đoan trang nè, thùy mị mà trở thành như vậy đó. Tao găm áo nuôi khỉ dòm nhà mà. Dạ không dòm nhà, nhà mất đồ ai chịu trách nhiệm. Thôi, tao nói câu nào mà trả lời tao vậy tưởng? Trả lời vậy mà đâu dám đuổi đi đâu. Thôi ơi, mày tưởng tao dám đuổi mày thiệt hả tưởng? Phải rồi, tôi dám đâu. không dám đuổi cha đâu cha. Đuổi cha dám kêu lính bắt tôi lắm à. Dám lắm á Thím ơi. Trời con tức quá Trời con bỏ qua vậy trời. Con lại Thím. Con năn nỉ Thím, Thím tha tội cho con. Con nói Thím nghe nè, con hay bị lẹt. Thôi Thím tha tội cho con vô con làm chuyện. Đứng lại. Dạ. Tao báo cho mày biết tao bị đau tim. Con thấy mặt của Thím xanh lắm á. Tao bị đau tim. Dạ. Tim tao nó bị thòng. Dạ. Bị chọc hả, nó rớt trong bụng tao á. Mẹ ơi tù một không nó thì thôi không dám chọc nữa đâu. Trời ơi đi chơi chứ về ủa mửa. Trời tao nói ủa mửa là triệu chứng có bầu á. Chồng chết lâu ngày tự nhiên có bầu là sao trời. Mày nói ai có bầu? Em có, nó phong long vậy mà chúng ai chung. Trời ơi cha cha qua đây qua thôi đây. Dạ. Mà nãy giờ mày nói tao có bầu đó hả? Thì con nói Thím có bầu, con thấy Thím có bầu rồi cái mặt Thím buồn, Thím than khổ đó. Trời ơi tôi khổ là vì tôi đánh bài thua. Trời ơi Thím khổ với ông. Ừ. Thím... Con nói Thím nghe nè. Sao? Thôi giờ con quyết định về Thím coi được không nha. Sao? Bây giờ con bỏ nhà này con đi. Con đi kiếm thằng khốn nạn nào làm cho Thím bụng mang dạ chữa, con lôi đầu đi về đây chịu trách nhiệm với Thím nha. Chờ con. Bầu. Ủa nãy giờ mày tưởng tao có bầu đó hả? Ừ thì thấy ủa mửa tưởng Thím có bầu. Trời ơi, ông nội mày có bầu chứ ai có bầu, thằng này thiệt á. Ông nội tao đàn ông sẽ có bầu được bà. Bây giờ sao? Bây giờ mày đứng mày nói tao đôi với tao phải không Tử? Đúng rồi, tôi biết rồi. Tôi biết cái bản mặt hãm tài, quý vị thấy nó hãm tài rõ ràng phải không? Mày trù cho tao thua bài rồi mày còn nói tao có bầu này có bầu nọ nữa ha. Không qua không im. Hôm nay con có theo dõi tivi không con? Dạ có, vừa nấu cơm vừa coi. Con biết cái vụ mà cái vụ này vui lắm Thím ơi, cả thế giới ai cũng theo dõi hồi hộp hết trơn á. Vui lắm á con hả? Dạ. Bây giờ tao ra tối hậu thư cho mày. Hả? Trong vòng 24 tiếng đồng hồ mày phải dọn khỏi nhà tao. Trời ơi. Tao không có cơm dư, tao nuôi cái thứ phản phúc như mày. Tự nhiên đuổi vậy? Im mày. Chú mày chết rồi kể ra tao với mày đâu có quan hệ gì đâu. Ha? Cái của cải này là sự nghiệp này, là cái hãng phim này là của tao với ổng gầy dựng nên. Nó nhắm ở đây đâu phải gì của dòng họ nhà mày đâu. Ha, tôi biết rồi, nó thù cho tôi chết sớm đặng nó hưởng gia tài. Lâu con tao còn sung lắm mày ơi, tao không có chết bây giờ đâu con. Tao chết. Tao báo cho biết hết, bây giờ tao qua hãng phim á, tao lo công chuyện, chúng tao trở về tao không thấy cái bản mặt mày nữa. Trời ơi, bây giờ tự nhiên đuổi đi, biết đi đâu trời ơi, cuộc đời tôi về đâu đi. Tử. Dạ, suy nghĩ lại rồi. Dạ. Càng nhìn cái mặt mày lâu tao càng muốn thua lính bắt vậy. Ý gì đâu tao ghét. Trời ơi. Ngủ âm bạch cốt. Tôi nói thiệt cái bà ở trong nhà này riết á, người ta nhìn tôi đâu có biết tôi là con người, tưởng nguyên cái bếp di động biết đi không à. Quyết định là chuyến này bỏ nhà này đi, không bao giờ ở cái nhà này nữa. Ê gì vậy cha? Trời ơi. Dạ cho hỏi thăm đây có phải là nhà ông Cổ Thiên Lạc? Trời ơi, quen dữ à. Dạ, hôm nay tôi tới đây để giới thiệu với ông, tôi cũng là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trên thế giới. Trời đã ơi. Từng tham gia đóng phim tại Somalia, Campuchia và Maroc. Ủa? Maroc nước gì? Dạ, ngồi chơi không? Dạ, được. Dạ. Sao không? Tới đây làm gì? Dạ... hôm nay em tới đây nghe tiếng hãng phim Điển Cạn của ông nổi tiếng quá, em mới tính về đây để cùng hợp tác để tạo thêm tên tuổi tiếng tăm trong làng điện ảnh Hollywood. Trời ơi vậy á hả? Dạ nó không phải nổi với ông chủ chứ em vừa bước 24 tiếng đồng hồ đã có 2.635 ông đạo diễn lừng danh nổi tiếng của Hollywood tới mời em về cộng tác với họ. Trời ơi vậy đó hả? Dữ dội vậy đó hả? Anh mà anh có nhận lời không? Dạ chưa, bởi vì em thấy vai diễn chưa hay cho nên em chưa nhận lời. Đúng rồi đó, vai diễn không hay mình nhận lời mình hư cái vai của mình. Dạ. Ủa mà họ mời anh đóng phim gì vậy? Dạ xác chết trong tủ lạnh. Anh cái gì? Dạ xác chết. Trời ơi vai này hay dữ sao không đóng? Dạ bởi vì bữa đó tủ lạnh đồ ăn nhiều quá, không có chỗ nhét cái xác chết họ. Phim tới là phim gì vậy? Xác chết trên mang xối. Trời ơi, biết là kỳ này đóng vai xác chết nữa phải không? Dạ không phải. Chứ đóng vai gì? Mang xối. Đóng vai gì lại vậy cha? Ông chủ không thấy tướng em hả? Mỏng danh nè, đóng mang xối là hợp lắm. Trời mưa kéo ra uống cong lại nước đổ xuống thính nước. Còn trời nắng thì cuốn lại đem cất. Mà hồi đó đóng phim anh thường đóng vai chính diện hay là phản diện? Và ngày xưa thì đóng phim, em thường đóng vai phản diện, chẳng hạn như là giết người, khủng bố, và những vai tội phạm hình sự như là hiếp dâm, cướp nhà băng chẳng hạn. Đóng vai gì đó mà toàn là chung thân khổ sai tới tử hình không ha? Dạ. Nhưng mà thú thật với ông chứ bị gì có một lần em đóng trong một cái phim nó có xảy ra cái bóp lầm, cho nên là em mới đổi qua đóng vai chánh diện cho tới bây giờ luôn. Ủa anh bóp lầm ai mà đổi qua đóng vai chánh diện? No. Bóp lầm tiếng Anh có nghĩa là vấn đề đó. Cái bóp lầm á hả? Dạ. Vấn đề sao kể tôi nghe coi. Nghe xôm quá đi đó. Thì sao? Dạ có một lần ông đạo diễn ông giao cho em một cái vai trong cái phim đó là đóng vai người chồng. Trở về nhà đột xuất gặp con vợ mình nó đang ngoại tình. Trời ơi vai này hay dữ nha. Dạ. Diễn sao dạ bị vì diễn viên mà ông chủ, lâu lâu mới có vai diễn hay, cho nên là em nhập vai hết cỡ luôn. Trời ơi bữa đó mọi người ở trong phim trường khen em quá mạng luôn. Ồ vậy hả? Trời phải khen thôi. Dạ hay là cuối cùng em sẽ bị ở tù. Không hiểu gì hết trơn á. Tự nhiên cái đóng nhập vai cái bị ở tù làm sao tôi không hiểu. Dạ thì đó bị nhập vai quá, em nhập vai quá cho nên ông đạo diễn vừa kêu action một cái em nhào vô mà em bóp cổ con nhỏ diễn của em vậy nè, cái nó kêu cứu cái em bóp họng á, em cắt bóp cái em thấy mặt nó xanh lét à, môi tím gắt à, cái ông đạo diễn ông kêu thả ra, cái em thả ra một cái, bữa đó mà không kêu kịp thời là con nhỏ nó tắt thở với em rồi. Ông chủ ông vậy hả? Trời ơi kể tiếp con nghe không nội. Ra đây nè. Dạ. Thế rồi cái sao nữa? Mà lúc đó mấy người ở chỗ phim trường mới nhào vô can em ra. Trời ơi mà em còn nhập vai lắm. Đụng ai em đánh nó bụp. Cái 100 mấy chục người mới nhào lại, đè em xuống, trói em lại, quăng em vô trọng. 100 mấy nay em mới ra nè. Ở trọng là chỗ nào vậy? Bệnh viện tâm thần á. Chủ đâu rồi? Ông chủ. Dạ con. Đang nói chuyện mà sao đâu chui trọng chi vậy? Ra đây. Em kéo cờ trắng em đầu hàng. Ra đây. Ra. Má ơi. Đời con để chết hiểu như vậy sao trời. Đó, trời chủ yên tâm đi trời ơi. Em đánh đúng người đúng giờ lắm. Bất quá thì bị thương đưa vô nhà thương. Không có chết thì đưa vô nhà xác thôi. Dạ nhà này không muốn vô hết anh ơi. Bây giờ tôi nói nghe nè, nghe lời tôi hết phải không? Dạ, ông là ông chủ mà, trời ơi, ông nói gì em phải nghe theo chứ. Tôi nói nghe, sắp sửa tới đây tôi đóng một bộ phim mang tựa đề là tôi quay bộ phim mang tựa đề Người đàn bà độc ác. Hay à. Hay lắm, vai chính trong phim đóng vai là một con vũ nữ. Hay à. Có người yêu là một thằng ma cô. Hay à. Trong thời gian con nhỏ vũ nữ làm ở trên vũ trường quen với một ông chủ. Ông chủ gì? Chủ trại hòm. Trời ơi hay nữa à. Xong cái bữa đó con nhỏ này hẹn thằng ma cô tới nhà gặp để nói chuyện dứt khoát. Đó, mà thằng này nó nói chuyện với con nhỏ này không nghe, chửi rủa, đánh đập, đuổi ma cô ra khỏi nhà. Anh nhắm đóng vai đó được không? Đóng vai ma cô dư sức quả cầu. Dư sức hả? Ông chủ không tin hả? Em diễn thử cho ông chủ coi nha. Rồi diễn thử coi. Bây giờ em tưởng tượng ông chủ là con nhỏ vũ nữ đó. Anh đừng tưởng tượng. Em sợ anh lắm anh ơi. Nói nghe nè, đừng tưởng tượng mất công lắm. Có con nhỏ đóng vai vũ nữ. Nó xin phép tụi anh đi ăn cơm chút xíu nữa nó mới về. Bây giờ chút xíu nó về đây nè. Anh gặp nó đó, anh diễn thử với nó cho tôi coi. Tôi đứng ở trong tôi lấy máy tôi quay. Nếu mà hai người diễn hay á, tôi ký hợp đồng với anh liền, chịu không? Chịu liền. Chịu liền phải không? Nhớ nghe chưa? Phải diễn cho thiệt là hay nghe chưa? Ông chủ yên tâm đi trời. Ủa? Ai kêu ông chủ? Con... Trời ơi con nhỏ nó về rồi đó. Con vũ nữ nó về rồi đó. Mà cái con nhỏ này tôi nói nghe nghe không? Nó vừa bước chân vô cái nó diễn liền. Anh gặp nó là anh nhập vai liền cho tôi nghe không? Diễn với nó nghe không? Ông chủ yên tâm. Nghề hành hạ đàn bà phụ nữ là nghề của em. Nhớ nghe không? Trời ơi em diễn ác liệt không ăn tiền. Chắc chắn nha. Chúc anh thành công. Trời ơi. Trời ơi đã quá kỳ này có dịp đứng trước ống kính rồi. Trời ơi cái con vũ nữ này vô nó chết với tôi. Mình phải diễn cho thật hay để kỳ này không bị thất nghiệp nữa. Con này nó số nó xui rồi, nó gặp tôi là nó xui rồi. con người nói chuyện với nhau phải tạo vậy. Ê, cái thằng ho lao vậy. Tao ê mày nói mày làm gì tao? Mày vô nhà tao mày còn bắt bẻ tao hả? Tao kêu cảnh sát cộng đầu mày đó mày. Bà hâm dọa hả? Tôi nói cho bà biết, tôi ở tù còn nhiều hơn bà ăn cơm nữa đó. Bà hâm dọa tôi hả? Bà giả bộ làm mặt lạ với tôi nữa hả? Thôi, tao quen với mày nào mà lạ. Bên cầu khỉ, bà nỡ lòng nào mà quên những khi hai đứa mình cùng chia nhau một miếng sushi, cùng hút chung một điếu thuốc Salem trong những khi bà ế độ. Trời, cái gì ế độ? Tao làm gì tao ế độ? Thôi, thằng này đùi ơi, nhẩm nó sao nó cười hoài vậy? Lao. Bà có tin tôi giả chát cái mặt bà không? Bà giả đó à? Bà là một kẻ bán phấn buôn hương, là một con vũ nữ già chèo. Tao làm vũ nữ rồi nào? Thôi, thằng này nó điên rồi sao mà là vũ nữ mày lại vậy? Tôi là một tên ma cô, tài tư chiến gặp gái giang hồ. Thằng này chắc nó điên rồi sao? Tận ơi! Răng súng, răng sâu, ne bờ xúc miệng. Hôm nay tôi đến đây không phải để gian sinh tình yêu của bà, mà tôi đến đây để đòi lại một món nợ. Món nợ? Tao thiếu nợ mày nào mày đòi tao? Chiếc nhẫn ngọc son 18 carat mà tôi đã tặng bà trong ngày cưới. Những người trong gia đình này đã bị tôi thủ tiêu hết rồi. Hả? Giết chết luôn rồi hả? Vậy là nó đã ăn cướp rồi. Bố người ta! Ăn cướp! Ăn cướp! Ăn cướp! Ăn cướp! Trời xuống! Thổi chi vậy? Thổi vô cho viên đạn nó thúi. Bắn bà cho bà bị chết thúi. Nói dạ. Tiền và hột xoàn để đâu mở dạ. Bữa ra ông trước khi con chết con xin ông cho con một ân huệ cuối cùng được không? Ân huệ gì? Ông đổi viên đạn thơm đi, con có chết thúi đâu. Đâu thổi nữa hả? Dạ. Ông ơi, bây giờ nói ông nghe vậy nè, ông muốn hột xoàn con đưa hột xoàn, ông muốn tiền con đưa tiền, ông muốn cái thể xác con á con hiến dâng luôn cho ông, miễn ông để con sống là được rồi nha ông. Dạ. Tiền và hột xoàn thì tôi lấy, dạ. Còn cái thể xác của bà sao? Tôi đem về làm mắm cũng không ai thèm ăn. Ta về mày làm mắm. Nói dạ. Tiền và hột xoàn để đâu? Mà róc móc ra. Cái gì vậy trời? Nhìn bà là tôi muốn đi tu rồi. Trời ơi, mà đi tu vậy? Nó đẹp nhưng mà đi tu vậy? Tưởng ơi! Tưởng ơi! Ê! Ê! Buông ra! Buông ra! Buông ra! Buông ra! Đừng có bóp cổ! Bóp cổ! Ông chủ thấy em đóng vai được không ông chủ? Trời ơi! Bóp cổ vô chổng năm mấy ra nhớ không? Đừng bóp cổ vậy đủ rồi. Tưởng! Dạ? Thằng này lần nào vậy? Anh... ông chủ kêu tôi diễn thử đi rồi nếu mà được ngày mai hai đứa mình diễn chung. Trời đất ơi, diễn thử, diễn chung. Thằng nào chủ đâu? Ông chủ nè. Trời ơi, ông chủ chết lâu rồi, thằng này hả? Thằng này chủ ruột thì có. Ủa trời ơi. Mày qua đây, qua đây. Dạ. Qua đây. Tưởng. Dạ. Thế là nãy giờ mọi chuyện là do mày sắp xếp phải không Tưởng? Dạ phải. Mày lập tức mày ra khỏi nhà tao liền. Trời, tao không ngờ. Đi, đi liền. Một đi là không trở lại, chịu chơi là chơi tới cùng. Đi liền. con muốn cho thím sáng mắt, con mới sắp đặt cái chuyện này để thím biết rõ bộ mặt của thím. Khi mà thím gặp khó khăn á, lúc nào thím cũng lui miệng. Tận ơi cứu thím. Đó. Còn khi mà xong hết công việc rồi thì thím chứng nào tật nấy. Cái đồ khốn nạn, cái đồ mất dạy. Thấy không? Cha này vô nhà mới có mấy phút hồi cũng biết con người của thím vậy nữa. Thím đừng nghĩ có tiền thím khinh thường mọi người, coi mọi người như cỏ rác. Con nói thiệt với thím, bữa nay tới đây vẫn chơi thôi á, chứ nếu mà thật sự cướp vô nhà thím nghĩ thím còn sống được không? Đúng rồi. Chào thím con đi. Ủa nãy giờ anh không phải chủ hả? Chủ cả gì te tôi về, chủ cả gì không? Trời ơi. Rồi tôi sao? Ông đâu có gì sao đâu, ông đứng đây chào tôi. Từ giả bà thím xong, hai anh em mình đi kiếm việc làm, chịu không? Chịu liền. Dạ thưa thím, con xin chào thím con đi. Và con hứa với thím không bao giờ con quay trở lại căn nhà này nữa. Sayonara. Là gì? Tiếng Nhật, vĩnh biệt thím. Tân, đừng đi. Nhạc dài quá, tắt đi. Thôi giờ thím nói gì nói đại đi, thím đuổi con đi rồi, thím đâu có muốn ở trong nhà này nữa. Muốn nói gì nói đại đi. Rồi, Tận đứng dậy thím nói nghe. Trời ơi, tôi nói đàng hoàng tôi nói không có được. Tôi là chửi mắng người ta thì dễ quá, sao nói đàng hoàng khó quá à. Hồi nói chứ, hồi nhỏ lớn gì chưa bao giờ nói ngọt với ai hết trơn á. Bởi vậy chú mày chán đời, chú mày nín thở sớm đó. Trời sao khó nói quá vậy. Nói đại đi. Ơi, nói đàng hoàng, nói ngọt ngào, có gì đâu khó đâu. Bây giờ để tôi chỉ cho bà chủ nói với anh Tận nha. Ừ. Bây giờ bà chủ nói với anh Tận vậy nè. Tận ơi. Tận ơi. Thì biết lỗi rồi. Hồi nào tới giờ căn nhà này đó là do một tay con lo lắng. Đúng. Thím không biết thương còn rầy la chửi mắng. Đúng. Bây giờ con ở lại nhà này cho nó bớt hoang vắng. Đúng. Thím hứa là từ nay thím sẽ không cay đắng. Đúng. Nếu thím không giữ lời hứa thì ra đường cho bị chó cắn. Chịu không? Được. Rồi căn nhà với hãng phim này thì để cho anh Biển Mặn. Cái gì vậy? Cho anh Mặn là cậu hả? Dạ. Không được, trời ơi. Cậu lợi dụng quá vậy cậu, không được. Nghiêng dùng vậy chứ. Trời. Đó. Gì? Tưởng. Dạ. Nãy giờ mọi chuyện đó mà cậu Mặn phun ra hết trơn rồi đó. Con có thấy khát nước không gì? Trời ơi, cái gì khát nước? Bởi vì tao nói đàng hoàng con nói đâu có được đâu. Con hiểu ý thím rồi. Thím muốn hỏi là con suy nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Con biết tuy là thím la rầy như vậy đó, nhưng mà cái bụng của thím tốt lắm. Đúng. Người ta nói á, thím á là khẩu xà tâm xà. Ý, phải lộn. Khẩu Phật tâm xà. Khẩu xà tâm Phật. Đó. Đúng. Thành ra con nói thôi bây giờ thím nói như vậy rồi, thôi con cũng ở lại đây con phụ giúp với thím. Chứ bây giờ bỏ nhà này rồi con cũng không biết đi đâu nữa. Đúng rồi. Nhưng mà con thấy nó nghe này thím, anh Mặn này nè coi anh cũng được mà đang không có việc làm. Thím coi thôi coi hãng phim mình nó có việc gì giới thiệu cho anh làm luôn, thím cho anh làm luôn đó, anh ở đây giúp con một tay rồi nghe chửi chúng con luôn. Không chửi nó đâu, chó cắn sao. Cậu Mặn ơi, nãy giờ nhờ cậu mà thím cháu tôi hiểu nhau hơn, mà tôi sửa được cái tánh tình, tôi nói đàng hoàng được rồi. Bây giờ á, ý tôi là muốn mời cậu ở lại giúp cho chúng tôi hợp tác. Dạ. Cậu có chịu không? Trời, nói giọng nhỏ nhẹ thấy thương quá. Thế em trẻ lại 18 tuổi đó. Dạ, nói thiệt với bà chủ với anh Tận đây chứ nãy giờ nghe bà chủ với anh Tận nói mừng quá. Dạ. Cảm ơn bà chủ với anh Tận. Con cũng nói thiệt là hồi xưa giờ á là tính tình tôi cũng hiền hậu, dễ thương, siêng năng, cần mẫn lắm. Dạ. Nhưng mà chỉ có ngoại trừ 12 giờ giờ ngọ đó, buổi trưa hơi nóng chút cái bị tăng, cái gặp ai quánh đó hả? Đâu sao đâu thím ha, vui á. 12 giờ trưa không? 12 giờ trưa thím cho anh nghỉ. Thì đúng 12 giờ trưa là mình cho anh nghỉ. Còn 12 giờ đêm ngủ rồi. Đúng rồi. Con thích mấy người làm việc có giờ, có giấc đàng hoàng vậy đó. Thì thôi ảnh nó lại đây cho mình vui nha. Hả? 12 giờ. Trời ơi trời.